Xin được mở đầu chương trình bằng phần điểm tin từ sáng đến tối. Quý vị và các bạn thân mến, nếu quý vị thường thắc mắc là các nhà lãnh đạo ăn sáng bằng món gì, liệu có bao giờ ăn các món bình dân như là chúng ta vẫn ăn hay không, thì thông tin sau đây sẽ trả lời cho câu hỏi này. Sáng nay trên đường đi kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghé ăn phở và uống cà phê đá trong một tiệm phở ở Thành phố Hồ Chí Minh. Những hình ảnh này khiến cho rất nhiều người bất ngờ và thú vị vì phong cách gần gũi, nét dân dã trong ẩm thực của người đứng đầu chính phủ, và đặc biệt Thủ tướng là người đã trả tiền ăn uống cho toàn bộ đoàn công tác. Thủ tướng và đoàn công tác khởi hành chuyến kiểm tra không báo trước lúc 5 giờ 45 phút sáng. Sau khi kiểm tra cơ sở chế biến xuất Anh dành cho công nhân Tú Anh ở huyện Bình Chánh lúc 7 giờ 45, Thủ tướng bất ngờ ghé vào một quán phở Phú Cường ở đường Nguyễn Hậu, quận Tân Phú. Thủ tướng đích thân kiểm tra nồi nước dùng, khen là rất thơm và sau đó quyết định cùng đoàn ăn sáng tại đây. Sau khi dùng phở, Thủ tướng đã gọi cho mỗi thành viên trong đoàn một ly cà phê đá với giá là 8.000 đồng một ly. Sau đó thì đích thân Thủ tướng trả tiền cho toàn bộ đoàn công tác, tổng số tiền là 750.000 đồng. Trước khi tiếp tục chuyến kiểm tra các cơ sở khác trên địa bàn, tại mỗi nơi người đứng đầu chính phủ đều căn dặn chủ cơ sở phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bởi đây là yếu tố hàng đầu tạo nên thương hiệu. Vâng, tôi còn nhớ vài ngày trước thì Thủ tướng cũng bất ngờ đi kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối rau củ quả Long Biên, Hà Nội từ lúc tờ mờ sáng. Và rõ ràng là từ sự sát sao tỉ mỉ và gần gũi của người đứng đầu chính phủ như vậy thì đã gửi đi một thông điệp rất là ý nghĩa tới các cơ sở và các cá nhân kinh doanh về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là điều mà bất kỳ gia đình nào hiện nay cũng hết sức là quan tâm. Vâng, và các phóng viên đi cùng đoàn thì có kể rằng là khi được hỏi về hương vị cà phê đá Sài Gòn thì Thủ tướng đã khen là cà phê được đó. Và với người Sài Gòn thì không phải bàn thêm về đặc sản cà phê đá hay là cà phê sữa đá nữa phải không ạ? Nhưng nhân đây thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm về thứ đồ uống rất là bình dân này. Ở Hà Nội một ly cà phê đen hoặc cà phê sữa thường có giá là từ 20 cho đến 30 nghìn đồng. Nên hẳn nhiều người sẽ băn khoăn là không biết một ly cà phê chỉ có giá là 8 nghìn đồng thì liệu có đảm bảo không? Và theo chia sẻ của một người bạn tôi đã từng kinh doanh quán cà phê rất nhiều năm thì trên thực tế là một cốc cà phê dù chỉ được bán với giá là 5.000 đồng thì người bán vẫn hoàn toàn có thể có lãi. Và theo anh này thì cứ một gói cà phê 200g pha ra 8 đến 9 cốc cà phê, và cà phê bột anh này mua giá gốc thì chưa đến 150.000 đồng cho một cân, một lạng là 15.000, pha được 4 cốc thì một cốc giá thành là chưa tới 4.000 đồng. Và chúng ta đều biết là nước ta là có đặc sản về cà phê, vậy nên trên thực tế tôi được biết thì giá cà phê nhân mà mua tận gốc thì còn rẻ hơn mà giá của bạn chị Thủy mua rất là nhiều. Cụ thể là chưa tới 40.000 đồng một cân. Và qua chế biến rang xay chọn lọc, cứ cho là giá đội lên gấp đôi thì giá bán trên thị trường cà phê hạt loại 1 thì cũng chỉ khoảng 80.000 đồng một cân, đủ để chúng ta có thể pha và uống trong vòng khoảng là 1 tháng rưỡi. Vâng, và như vậy có thể thấy là với mặt hàng thực phẩm, và nếu người sản xuất kinh doanh có tâm, không quá ham lợi nhuận thì hoàn toàn là có thể tạo ra và đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm vừa sạch lại vừa rẻ, mà chúng ta vẫn thường gọi đùa là ngon bổ rẻ. Và nếu có dịp tới Sài Gòn thì quý vị đừng quên thưởng thức cà phê đá hoặc là cà phê sữa đá ở thành phố này. Và theo tạp chí du lịch Traveler của Australia đã từng bình chọn thì cà phê sữa đá Việt Nam nằm trong top ngon nhất thế giới, và đương nhiên là cà phê sữa đá Sài Gòn thì vẫn là nhất.